Và đây là video bác sĩ Ninh dành cho những bạn nào đang vất vả vật vờ để giảm mỡ và giảm cân. Bạn vẫn đang tìm kiếm những cách để giảm cân, giảm béo nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Vậy thì đây chính là bí quyết và giải pháp dành cho bạn. Rất đơn giản, ngon, bổ, rẻ, chắc chắn là bạn sẽ thành công. Mình biết rằng là có rất nhiều bạn đang vật lộn với quá trình giảm cân. Với những thông tin mà bạn đã từng nghe từ người khác là hãy tập luyện đi, hãy chơi thể thao đi, tại nhà cũng được, đến phòng gym cũng được, nó sẽ giúp cho bạn giảm cân. Và cũng đã bắt đầu ấy, tập luyện ăn kiêng này, bỏ những thói quen xấu này, bỏ những cái món ăn đã từng trở thành những là sở thích và khoái khẩu của bạn mỗi khi bạn trông thấy. Cuối cùng thì sao? Bạn vẫn thất bại. Bạn vẫn thất bại, không giảm được một cân nào cả, đôi khi lại còn mập hơn cơ. Bạn tuyệt vọng và chán nản. Nhiều lúc bạn hỏi mình ấy là không biết mình đã sai ở đâu. Mình đã làm theo những chia sẻ của người khác rồi, tại sao người ta giảm mà mình không giảm? Ôi dồi ôi, đừng buồn nữa. Đây là video dành cho bạn, đây là vị cứu tinh dành cho bạn. Bạn không cần phải đau đầu nữa, không cần phải tự hỏi tại sao bạn làm sai nữa. Chỉ cần làm theo những điều mình chia sẻ sau đây, chắc chắn bạn sẽ thành công. Bởi vì đây là cách mà mình đã giúp cho rất nhiều người trong nhóm Sống Khỏe Mỗi Ngày. Các bạn ấy đã tự giảm cân một cách tự nhiên, khoa học và cũng không cần mất thêm một đồng tiền nào cả. Đây là những nguyên tắc dành cho bạn. Nguyên tắc số 1, bạn hãy cố gắng chọn những thức ăn tốt cho giảm cân. Tất cả những thức ăn thuộc nhóm tinh bột, nhưng phải là tinh bột tốt, ít năng lượng, nhiều chất xơ, nhiều chất dinh dưỡng như là ngô này, khoai lang này, khoai sọ này, các loại hạt đậu đỗ này, các loại hạt nguyên cám nguyên vỏ để thay thế cho các loại tinh bột xấu. Và đừng quên là ăn nhiều hoa quả và rau xanh hơn. Những nhóm thức ăn này sẽ thay thế cho những nhóm thức ăn thuộc nhóm tinh bột xấu mà bạn vẫn thường ăn hàng ngày. Đó là nguyên nhân gây cho bạn tăng cân, như là cơm này, các loại bánh mì này, các loại bánh từ làm tinh bột, các loại bánh ngọt, kẹo, các loại bánh chiên này. Đấy, nói chung ấy là tất cả nhóm có đường. Nguyên tắc thứ hai là hãy từ bỏ ngay các thói quen ăn vặt, uống vặt, những đồ ăn mà calo rỗng đi. Ăn vặt, uống vặt chính là nguyên nhân đầu tiên, hàng đầu gây cho bạn dư năng lượng và tăng cân. Những cái đồ thức ăn này thường có chỉ số đường huyết rất cao. Đấy, các bạn nhìn xem, bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa, bánh quy, bim bim, coca. Và cố gắng ấy là hạn chế tối đa những cái đồ ăn này vào buổi tối. Những cái đồ ăn này là thủ phạm số 1 rất dễ đến cho các bạn dư mỡ và tăng cân. Nguyên tắc số 3 mà cũng có rất nhiều người sai lầm. Hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ bữa sáng nếu bạn muốn giảm cân. Nhớ nhá, đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bỏ bữa sáng. Bữa sáng sẽ giúp cho bạn 4 lợi ích sau. Bữa sáng đủ sẽ giúp cho bạn kích thích cơ thể, tăng cường cái quá trình trao đổi chất và đặc biệt là cái quá trình đốt mỡ hơn rất nhiều khi bạn nhịn đói. Bữa sáng nó sẽ giúp cho chúng ta có đủ năng lượng để hoạt động trong cả ngày và chúng ta cũng sẽ tự động giảm cái thói quen ăn vặt, cái thói quen uống vặt đi. Đấy là giúp cho chúng ta giảm cân được rất là hiệu quả rồi. Và đặc biệt, bữa sáng ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ dạ dày, bao tử khỏi những quá trình viêm loét cũng như là giảm nguy cơ chúng ta dễ mắc những cái sỏi túi mật. Nhịn đói quá nhiều không ăn bữa sáng cũng rất dễ gây ra sỏi túi mật nhá. Và hãy nhớ ấy, bữa sáng hãy cố gắng ăn đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và chất xơ. Ăn đủ no vào bữa sáng sẽ giúp chúng ta giảm cân, giúp chúng ta không dư năng lượng. Và nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc rất là quan trọng. Hãy giảm dần đều số lượng các nhóm thức ăn từ sáng cho đến tối. Chúng ta hãy hình dung khẩu phần ăn của chúng ta từ sáng đến tối theo cái hình tam giác ngược như thế này. Bữa sáng chúng ta hãy cố gắng ăn nhiều và no đủ tất cả nhóm chất dinh dưỡng cũng như là số lượng.
Đến bữa trưa, chúng ta giảm dần xuống cả chất lượng và số lượng. Đừng ăn quá no, quá nhiều để tránh cơ thể vào mệt mỏi buổi chiều là được. Còn bữa tối, hãy cố gắng ăn ít nhất có thể, đủ cho chúng ta cảm thấy no vừa phải, không thấy đói là được. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân. Nhưng mà thật trớ trêu là buồn cười ấy, là hầu hết mọi người đều làm ngược lại. Bữa sáng thì nhịn, hay là không ăn hay là ăn qua loa. Bữa trưa thì lại bắt đầu ăn nhiều lên. Còn đặc biệt là bữa tối ấy, thì mọi người giống như là con hổ bị đói ấy, ăn rất nhiều. Đấy là nguyên nhân dành cho các bạn tăng cân. Và nguyên tắc thứ năm, đây là nguyên tắc mấu chốt quyết định cho các bạn có thể giảm cân cũng như giảm mỡ nhanh chóng. Đó là chúng ta hãy chụp ảnh đồ ăn mỗi khi chúng ta ăn uống. Bất cứ khi nào chúng ta cầm đồ ăn gì, bữa nào, đưa cái thứ gì vào miệng, hãy chụp ảnh lại. Nó sẽ tạo thành một thói quen cho chúng ta. Và hãy đăng nó lên một nhóm riêng tư, chính là nhóm sống khỏe mỗi ngày ấy. Khi các bạn đăng lên, cũng là lúc các bạn tự nhắc nhở bản thân mình đang trong quá trình giảm cân, hãy luôn luôn tiết chế lại. Và khi bạn đăng lên, bạn nhìn thấy những bài đăng của người khác, nhìn thấy những kết quả của người khác, thì các bạn sẽ có động lực và duy trì kéo dài cái thói quen đó. Đấy là một điều mấu chốt. Bởi vì giảm cân, giảm béo không phải một ngày, cũng không phải một tuần, cũng không phải vài tuần, mà nó phải tính hàng tháng, hàng nhiều tháng nếu chúng ta thực hiện không được nhiều, không được tốt. Chỉ cần đơn giản thôi, chụp ảnh đăng mỗi ngày, hàng ngày, chúng ta sẽ tự động giảm được cân. Đó, đó là cái điều các bạn cần làm trong 5 cái nguyên tắc để giúp cho các bạn có thể giảm cân khoa học, an toàn và hiệu quả. Chúc các bạn thành công và đừng quên là đăng ký kênh của bác sĩ, cũng như các bạn hãy join vào nhóm, tham gia vào nhóm sống khỏe mỗi ngày. Đây là nhóm bác sĩ giúp cho mọi người giảm cân khoa học và có thể tạo thành những cái thói quen tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nhau giảm béo, giảm cân khoa học mỗi ngày và hiệu quả nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ. Và nếu bạn có bất cứ câu hỏi, thắc mắc nào liên quan đến chủ đề làm đẹp, giảm cân, giảm béo, thì các bạn hãy đừng ngại ngần bình luận xuống phía dưới video. Bác sĩ cũng như đội ngũ quản trị viên sẽ hỗ trợ các bạn tối đa. Chúc bạn thành công và sức khỏe.